Sau video đầu tiên trên kênh TTL Copier về hướng dẫn vệ sinh gạt bè dòng máy Toshiba 857, tương tự là các dòng 856, 853, 656, 557 và 556, bên mình nhận được rất nhiều bình luận từ trên YouTube và cả trên hội photocopy kỹ thuật nghiệp vụ yêu cầu chia sẻ cách vệ sinh và thay thế cụm bèo khi cần. Nếu mọi người cần trao đổi thông tin và giao lưu với mọi người trong ngành in ấn và sửa chữa kỹ thuật thì hãy tham gia hội photocopy kỹ thuật nghiệp vụ nhé. Hello, xin chào các bạn đến với kênh YouTube của TTL Copier. Mình sẽ nhờ một anh kỹ thuật bên mình để hướng dẫn cho các bạn về cách vệ sinh gạt beo. Các bạn có thể thấy nè, beo nếu chúng ta có thấy có hiện tượng như là dơ hoặc là bị đùn và các dấu hiệu khi mà nó xuống cấp thì thường chúng ta sẽ là vệ sinh trước và sau đó chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện thay thế. Thì chúng mình hôm nay hướng dẫn cách vệ sinh gạt beo theo chuẩn quy cách của chúng tớ. Mời anh. Bước đầu tiên á thì mình sẽ muốn lấy cái beo ra nè, đây là cái khung beo ha. Đó, muốn lấy thì mình sẽ có hai cái dắt bên đây, thì mình gỡ hai dắt này lên. Bên đây là một cái đối xứng và bên đây là một cái, thì mình lấy ra. Rồi, trong đây nó sẽ có hai cái bạc đạn, đây, bạc đạn cũng đối xứng và hai bên là một cái bạc đạn luôn. Thì mình cũng lấy cái bạc đạn này ra, đẩy cái bạc đạn này vào, thì nó hơi cứng. Thì, đó, rồi đẩy hai bạc đạn này nó sẽ vào đây như thế này. Rồi chỗ này nó sẽ có một cái dắt tiếp mát, đây là cái dắt tiếp mát nè ha. Mình rút ra, mình rút thì mình sẽ dỡ được cái beo này lên. Rồi mình để ra ngoài, thì đây là cái beo này, đây là cái gạt beo này, đây là cái gạt beo này. Thì nó dơ thì những cái gạt beo như thế này đó thì mình có thể mình thay thế rồi, tại vì nó đã cũ lắm rồi, mình thay thế đi. Nếu muốn mà tháo cái gạt beo ra thì mình sẽ có, nó có ba con ốc, một con, hai con, ba con, thì mình tháo cái ba con ốc này ra. Rồi mình tháo ba con ốc này ra thì mình sẽ lấy được cái gạt beo này ra nè. Gạt beo này nó vàng này, vàng, nói chung là nó đặt cũ rồi, hết nên khi mà chạy lâu ngày thì nó sẽ bị dơ trên cái beo. Đây là mực này, thì mình vệ sinh, mình hút sạch sẽ hết những cái mực này hết, thì mình vệ sẽ... Nếu bạn nào mà có máy hút bụi thì mình hút, còn không có thì dùng một cái khăn bình thường và mình giặt sạch, mình dắt cho nó ráo nước ha. Rồi bắt đầu mình râu những cái vết mực này đi cho nó sạch sẽ hết đi. Nếu mà cái bề mặt gạt này thì mình chỉ vệ sinh từ cái phần khung, cái phần sắt này thôi đó, còn cái lưỡi gạt thì mình không có dùng, mình không có vệ sinh tới. Đó là như thế này. Dạ, ha. Rồi mình cứ lắp lại đúng cái vị trí thôi. Bên đây nó có một cái lỗ ngàm và bên đây nó cũng có một cái lỗ ngàm tương đương với hai cái ngàm nhỏ này, là hai cái ngàm dữ này. Dạ, vâng. Rồi thì mình đặt vào đúng vị trí. Và mình dặn vào đúng vị trí ốc lại thôi. Nếu mà quên dạng ốc thì nó sẽ như thế nào? Quên dạng ốc thì lại dẫn đến tình trạng là dơ beo, rồi tình trạng là xui quá thì đến tình trạng rách beo. Đó, còn muốn bây giờ là cái beo nè, mình muốn thay một cái beo cũ, mình muốn thay một cái beo mới luôn á, thì mình nhìn vào hai cái đầu ngàm đó nha, thì nó sẽ có hai con ốc này, một con này, và đối xứng bên đây là một con này. Rồi mình dặn hai con ốc này ra. Rồi khi mà nó đây, mình tháo hai con ốc, hiện tại nó đang nằm như thế này, mình khép cái này vào lại ha. Rồi thì mình sẽ lấy được cái beo này ra, lấy được cái beo thì việc cẩn thận nha, lấy cái beo này thì nó cực kỳ dễ đó, đó mình kéo ra.
Thì trong những cái phần này nè, nó có ba trục này nè. Dạ, ba trục này, 1, 2, 3. Có ba trục này, 1, 2, 3 này. Thì những cái trục này vô thì có thể thứ nhất là mình lấy dầu hôi. Dầu hôi mình lau đi. Mình lau, mình chùi nó đi. Chùi nó sạch sẽ hết xong rồi bắt đầu mình chùi nó hết. Sạch sẽ là những cái phần này nè. Mình muốn gắn cái beo vào lại thì bên đây nó có một cái đây này, một cái đầu nha, mình luồn tay nhẹ cẩn thận, mình cứ luồn nhẹ vào thôi, tới cái vị trí như thế này, nó đang nằm chính giữa với hai cái như thế này thì mình gạt vào. Và đến hai cái miếng sắt đây, hai cái ngàm sắt để giữ này, lúc nào nó cũng ăn lên cái vị trí của cái cần trắng này nha, hai bên. Thì bên đây nó sẽ có một cái bạc đạn, thì tháo cẩn thận, nhiều khi nó sẽ bị rớt ra, nó sẽ bị rơi ra. Thì nếu mà bạn nào muốn an toàn nha, sẽ không rơi ra, thì trước khi mình gắn cái này ra thì mình gài cái phe này lại thì nó sẽ không có rơi ra nữa, nó không có rơi ra. Thì khi mà mình làm xong thì mình lắp vào đây, mình rút cái khoe này ra rồi mình để vào. Dạ vâng. Như thế này thì bắt đầu mình gắn nó vào lại. Khi tháo rồi các bạn nên nhớ dặn ốc kỹ lưỡng nha, đừng để hiếu ốc và dẫn đến tình trạng khó khăn ghi trong máy. Rồi đó, khi mà mình đã xong, đây là những cái bước mà nó nhỏ sơ để vệ sinh. Rồi khi mà mình muốn lắp cái beo vào lại thì mình rút cái phe này ra ha. Cái phần beo này nó sẽ có hai phần này, một đầu này là một đầu nhông này với là một cái bạch đạn này, bên đây là một cái nhông to với là kèm theo một cái miếng nâng này, miếng đỡ này. Thì lúc nào cái miếng nâng và cái nhông này nó lúc nào nó cũng sẽ nằm bên trong đây nha, mặt trong nha. Thì mình đặt này, mình vẫn đặt vào vị trí cũ. Bên đây nó sẽ có hai cái chốt ngàm này đó, một cái chốt